Chiều ngày 23 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020 và tặng quà con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm 2020-2021 nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tới dự có đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương tặng 11 suất quà cho con công nhân viên chức lao động huyện vượt khó học giỏi với giá trị hơn 1,3 triệu đồng một suất. Ngoài ra, 237 cháu là con công nhân viên chức lao động vượt khó vươn lên có thành tích cao trong năm học 2020-2021 được tặng quà động viên trong tháng hành động vì trẻ em. Nhân dịp này, nhằm quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, động viên các đồng chí đoàn viên vượt qua khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố trao trợ cấp cho 3 công nhân viên chức lao động, mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động huyện đến trực tiếp thăm và trao giấy chứng nhận gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020 cho 5 gia đình. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động trong tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam.